Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa, trước khi vào thời pháp thoại hôm nay, chúng con đê đầu cung thỉnh Thượng Tọa niệm Phật cầu gia hộ. A Di Đà Phật. Cung thỉnh chư tôn đức kính mời đại chúng niệm Phật cầu gia bị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử đạo tràng phá tu đồng an tọa. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, trước khi vào thời pháp thoại hôm nay, chúng con xin mãn phép vài phút để giới thiệu về Thượng Tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử đạo tràng phá tu một ngày an lạc chùa Bửu Liên Cây Bàng, thành phố Cần Thơ. Hôm nay ngày 28 tháng Giêng năm Quý Mão cũng là ngày khai khóa đầu tiên của năm Quý Mão, ngày tu an lạc của chùa Bửu Liên. Thật vinh dự cho đạo tràng chúng ta hôm nay khi ngày khai khóa được đón Thượng Tọa Giảng Sư Thích Thiện Xưng, Phó Thư ký Chánh Văn Phòng Ban Hướng Dẫn Phật tử Trung ương, Phó Thư ký Chánh Văn Phòng Ban Từ Thiện Xã Hội Trung ương, Phó Đoàn Giảng Sư Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ trì Chùa Linh Hú, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch Thượng Tọa, thật là niềm vinh dự cho chúng con, đạo tràng chúng con hôm nay khai phá đầu xuân, được Thượng Tọa về Rốt Ngọc đến đây để hướng dẫn chúng con trên bước đường tu học. Chúng con xin được lắng nghe và y giáo phụng hành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng trụ trì chùa Bửu Liên. Kính bạch chư tôn đức tăng đại trú xứ, kính thưa ban tổ chức và toàn thể quý Phật tử hiện diện. Thấm thoát đã mấy năm trôi qua, dịch Covid cũng như công tác Phật sự bị gián đoạn, thầy trò chúng ta không gặp nhau. Hôm nay gặp nhau trong ngày đầu năm, chúc quý Phật tử với một nụ cười đầy an lạc, giải thoát. Thầy không có đem cái đồng hồ ở đây. Có đồng hồ kế bên. Đồng hồ đó có đúng giờ không vậy? Hả? Đồng hồ thì nó đâu có sống đâu mà chết.
Đồng hồ là nó không có chạy thôi. Nó chạy không có đúng nè. À, như vậy thì thầy quên em cái điện thoại, thì để trên đây để cho cô bây giờ. Bây giờ 9 giờ, thầy giảng 1 tiếng đồng hồ phải không? Thầy giảng tới 10 giờ. Thì thôi giờ mình chia nhau đi, thầy giảng 45 phút, chừa 15 phút lại cho Phật tử giờ hỏi ha. À, bữa nay được thượng tọa hòa thượng trụ trì cho phép thầy chia sẻ về mùa xuân. À, nhưng mà mùa xuân thì thầy giảng nhiều chủ đề về xuân rồi. À, tên thầy cũng xuân nữa. Cho nên là hôm nay thầy giảng một chút xíu về cái thế giới Tây Phương. Mà nhìn cái tôn tượng của Đức Phật A Di Đà nè, chúng ta thấy rất là hoan hỷ. Nhờ có cái phước báo mà nó tương ưng với cái tượng đẹp quá. Hòa thượng có cái phước báo cho nên là có được một cái tượng thờ đẹp. Có những cái nơi á, chúng ta cũng thờ, nhưng mà thờ lại sửa thế nào đi nữa nó cũng không đẹp. Nhớ là nó tương ưng cái phước báo. Có những cái chỗ mà ta đem cái tượng đẹp tới ta cúng, cái chỗ đó cũng không nhận nữa. Không nhận, giữ cái tượng vậy được rồi. Tới hôm nay tôi sẽ nói về mùa xuân ở cảnh giới Tây Phương cực lạc, nghe quý Phật tử. Ha, mùa xuân ở cực lạc. Quan điểm của chúng tôi khi nói thì nó phải rõ ràng rạch rồi để cái người nghe đó dễ hiểu. Bây giờ cái bàn tay của tôi là một hay là hai quý vị? Một cánh tay hay hai? Nếu khi quý vị thấy một thì quý vị thấy là tôi là đưa một cánh tay. Chứ thật sự ra cái cánh tay này là tay phải hay tay trái? Tay phải. Khi tôi chỉ cần nói phải hay trái là quý vị lại tiếp tục suy luận ra một cái nữa. Khi tôi đưa lên là một chứ không phải là hai, nhưng mà tôi hỏi nó là trái hay phải thì bắt đầu quý vị suy luận tiếp tới là tay này là tay phải. Như vậy cánh này là cánh tay phải. Vậy là mặt này là mặt gì? Mặt trắng hay là mặt thuận? Mặt này là mặt nghịch. Mặt nghịch có nghĩa là ta dùng không được, cái mặt thuận là ta dùng được, phải không nè? Mặt này gọi là lòng bàn tay, ta gọi là mặt thuận, ta nắm, ta làm mọi việc nó thuận. Còn cái mặt ngược lại ta không có làm được, ta gọi là mặt nghịch của bàn tay, phải không nè? Trên một bàn tay nó có thuận và nghịch, và trong cuộc đời của chúng ta nó có thuận và nghịch, đúng không? À, vậy thì cái mà chúng ta gọi là thuận á, thì ta gọi là phải. Y như là ta thuận tay phải, ta thuận tay phải. Và thế gian người ta thuận theo cái điều phải, người ta không thuận theo cái điều trái. Nghĩa là ai nói trái là người ta cãi lại, còn ai nói phải thì người ta đồng ý và thuận theo. Đại chúng có đồng ý không nè? Đồng ý không? Ai không đồng ý giơ tay lên phản đối nghe. Lát thầy ra khỏi cái chỗ này rồi là phản đối vô hiệu. Nó chỉ có hiệu quả ngay trong đạo tràng. Và chúng ta học Phật á, đến với Phật là để học để hiểu, chứ không phải ta đến với Phật học để tin. Bởi vì Đức Phật nói là các ông tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Cho nên mình đến với Phật á, cái gì không hiểu mình hỏi, hỏi cho đến lúc hiểu rồi thôi, chứ không có để cái gì mà không hiểu mà để trong lòng hết á. Nhà Phật là đạo Phật là đạo giác, vô tới Phật là phải giác. Mà đạo Phật là đạo giác ngộ, thì cái gì ngộ mới giác, cái gì không ngộ bỏ ra ngoài, chứ đừng có đập cái gì giác cái nấy nha. Đồng tình với thầy là cái gì ngộ mới giác nha, còn không ngộ không giác. Bây giờ cái này là thuận. Như vậy thuận là ta nắm, thuận á, là ta làm được. Thuận tay, y như giờ ta thuận tay ta bưng cái giỏ hoa, ta thuận tay ta làm cái gì đó, nghĩa là thuận tay là ta làm. Nhưng mà nghịch tay ta làm không được. Cái chuyện nghịch ở cuộc đời khó nói lắm. Nhưng mà có những con người họ thích, họ thích nói những cái chuyện ngược ngạo không à. Họ thích làm những cái việc mà nó trái với, nó trái có nghĩa là nó không có thuận. Vậy thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật nói cho chúng sinh để cho chúng sinh thuận cái duyên mà về với cái chơn tâm Phật tánh của mình, về với cõi Phật Di Đà.
Vậy là Đức Phật thuận theo chúng sinh, gọi là tùy duyên thuyết pháp, tùy thuận chúng sinh. Đồng ý không quý vị? Đồng ý ha. Vậy thì cái điều, cái mùa xuân ở cảnh giới Tây Phương là gì? Mùa xuân ở cảnh giới Tây Phương là quý vị thuận theo chúng sinh là quý vị có mùa xuân. Quý vị nghịch chúng sinh là quý vị mất mùa xuân. Như vậy thì Đức Phật khéo dùng phương tiện độ chúng sinh. Đức Phật tùy thuận chúng sinh, chứ không phải là Đức Phật bảo chúng sinh làm chuyện sai. Không phải là Đức Phật thấy nó sai mà Đức Phật không sửa. Dạ sửa, nhưng mà phải thuận theo nó sửa mới được. Bây giờ cái dòng nước đó, nó chảy, cái dòng nước nó chảy, nó đang có một cái cơn sóng, nó có một cái cơn sóng nó vỗ tới, mà mình chỉ cần nghịch cái cơn sóng đó thì cái cơn sóng đó nó ập mình chết luôn. Mình phải thuận theo nó, nghĩa là mình nương cái sóng của nó, mình muốn lướt nó thì phải nương nó, còn mình muốn theo dòng nó mình cũng phải nương nó. Mình nương nó để nó đẩy mình đi, còn mình muốn vượt qua nó mình phải nương nó. Có nghĩa là mình đừng có đối đầu với nó. Hiểu không quý vị? Hiểu không? Một cái hoa mà nó muốn ra hoa nó phải có nắng. Mà nó đang ở trong nhà, nó đang ở trong mát. Ở ngoài kia có nắng kìa, là bắt đầu cái hoa đó nó nghiêng ra, nó bò ra, nó dối ra để nó tìm nắng. Chứ không phải là cái hoa nó bị cong như vậy, mà tại vì nó tìm nắng cho nên nó phải cong xuống, nó quay ra để nó tìm nắng. Con người đi tìm chân lý không hỏi tại sao. Chúng ta phải tùy thuận mọi người để chúng ta lắng nghe cho được cái giáo pháp của Như Lai. Chứ đừng hỏi người đó là ai. Người đó là ai không cần biết, tôi nghe giáo pháp chứ tôi không phải nghe người đó. Cho nên trong nhà Phật có là y pháp bất y nhân. Người đó có dữ, có hỗn hào, có xấu xí hay là có tàn tật, có gì đó, miễn bàn, tôi không quan tâm. Tôi quan tâm là người đó nói chánh pháp như thế nào, cái đó mới quan tâm. Tại vì tôi học chánh pháp mà. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, Ngài kể về cái tiền thân của Ngài. Ngài là một vị mộ đạo. Cái tâm lượng rất là lớn, nhưng mà gặp một cái vị quỷ La Sát mà nó nói đạo. Nhưng mà không phải là nó nói Phật pháp ra cho Ngài nghe là thôi đâu. Nó nói xong rồi Ngài nghe xong nó ăn thịt Ngài. Ngài chấp nhận không? Ngài nói chấp nhận. Hãy nói cho tôi nghe một bài pháp xong rồi ông cứ ăn thịt tôi đi. Quý vị thấy không? Một con giả can, nó vẫn nói được cái bản kinh Pháp Hoa. Nói xong rồi ăn thịt cái người nghe. Nhưng mà cái người nghe đó nói là bây giờ ông lớn quá tôi đâu ăn thịt ông được. Ông leo lên cây á, ông nhảy xuống, ông chết rồi tôi mới ăn được. Thế thì cái người mà mộ đạo leo trên ngọn cây nhảy xuống, nhưng mà nhảy vừa gần tới đất thì cái con giả can biến thành vua Đế Thích Thiên, đưa cái bàn tay hứng lấy để lại trên đất, không chết. Nghĩa là người ta xả thân cầu đạo. Người nào mà cảm nhận được rằng cái đạo nó quý đến nỗi mà mình chết mình vẫn cầu cái đạo, thì người đó có mùa xuân ở cảnh giới Tây Phương. Người nào muốn sanh về đó phải vậy. Muốn sanh về cảnh giới Tây Phương, muốn đón nhận được mùa xuân ở cảnh giới Tây Phương. Vì cảnh giới Tây Phương không có mùa xuân, chỉ có thiện xuân ở đây thôi. Vì cảnh giới Tây Phương ở đó đó, nghĩa là bạn phải không sợ chết thì bạn mới có mặt ở cảnh giới Tây Phương. Còn bạn sợ chết thì bạn ở Ta Bà đi, không về đó được. Bởi vì sao vậy? Ở cảnh giới Tây Phương là những bậc bất thối chuyển mới được sanh, mà gọi là đới nghiệp vãng sanh. Nhớ là đới nghiệp vãng sanh là phải bất thối chuyển, có nghĩa là chết tôi vẫn phải đi đến chỗ đó. Nghĩa là tôi không còn con đường quẹo chỗ nào nữa, tôi chỉ có một đường đi, cho nên gọi là bất thối. Bất thối là không quay lại. Ngài Cấp Cô Độc phát cái tâm gọi là Ba La Mật cúng dường. Ông Cấp Cô Độc cúng dường Ba La Mật, mà cái tâm ông mộ đạo dữ lắm luôn, cho nên không thể nào mà có một vị nào mà Ngài không cúng dường hết đó. Ngài Cấp Cô Độc thấy một cái vị A La Hán ngồi ngay gốc cây đằng trước chùa mình,
ông ngồi mà ông đói. Ngài Cấp Cô Độc có chứng tới sơ quả Tu Đà Hoàng, ngài có tha tâm thông, ngài biết được cái tâm của một vị A-la-hán đang đói quá, chết vì đói, đó là quả báo của vị A-la-hán đó. Cái quả báo của ông ta là cái đời trước á, ông ta nuôi một con vật, sau đó ông ta quên, ông ta đi đám ở Rạch Giá về Cần Thơ không kịp, cái con vật đó nó đói mà chết. Về sau ông chứng A-la-hán rồi đó nha, mà ông phải đói mà chết để trả cái quả báo đó. Cho nên bây giờ quý vị nuôi con vật mà bỏ đói đi, quý vị vẫn phải chịu trả một cái quả báo, chứ không phải mình nói là mình vô tình. Tôi có coi một cái đoạn video clip, thì ông đó ông nuôi hầu như là 5-6 con chó bẹt rê nó giữ nhà. Hằng ngày ông cho nó ăn đầy đủ, nó giữ nhà và nó ngoan, nó thông minh dữ lắm luôn, nó nghe lời ông dữ lắm. Cái ngày đó là ông đi đám tang ở tỉnh xa, ông về không kịp, xe hư. 3 ngày sau ông quay về, ông mở cửa ra là mấy cái con chó đó nó tấn công và nó giết ông. Ông chỉ cần bỏ đói nó thôi, nó giết ông chết. Cho nên trong nhà Phật chúng ta không cho nuôi con vật. Nhớ nghe, người tu không được nuôi súc vật. Quý vị nuôi một con cá nó chết ở trong cái hồ, quý vị cũng đang bị một cái quả báo, mà trong tương lai quý vị vẫn phải bị người ta bỏ đói chết. Nhớ nghe. Quý vị nuôi một con chó con mèo trong nhà, vô tình hay cố ý quý vị bỏ đói nó chết, quý vị phải chịu một cái quả báo trong tương lai là phải bị bỏ đói mà chết. À, chứ không phải là mình tưởng là mình muốn nuôi con gì đó mình nuôi, rồi mình muốn cho ăn cho, mình muốn đò bỏ đói bỏ. Nhớ là người đã là người tu, biết được nhân quả rồi, đừng nuôi. Mà nuôi thì coi chừng quả báo của nó. Cái vị A-la-hán đó là đời trước có nuôi một con vật, mà cái đời xa xôi, xa dữ lắm xa kia, chứ không phải là gần. Giả sử 100.000 kiếp đã gieo nghiệp không mất. Cái ghê chưa? Khi chứng quả A-la-hán rồi phải trả cái dư nghiệp trong quá khứ bỏ đói nó. Cho nên ông phải nhịn đói mà chết. Khi ông nhịn đói cho đến lúc ông sắp nhập Niết Bàn rồi, thì do cái đại nguyện của ông Cấp Cô Độc đó, ông mới bưng cái bát cơm, ông bưng bát cơm ông đi qua đó, nhưng vì nghiệp lực của vị A-la-hán đó cho nên ông bước tới gần tới cái vị A-la-hán đó, là còn mấy bước nữa là nó hiện nguyên một cái hổ lực, cái hầm lửa luôn, nguyên một cái hầm lửa, và ở dưới đầy những cái trong sắc nhọn, nó chĩa tu tủa lên. Thì ông Cấp Cô Độc nhìn thấy như vậy, ông không bước qua được, thì ông Cấp Cô Độc nhắm mắt lại và nói rằng: với cái hạnh nguyện cúng dường ba la mật của con phải cúng dường cho được một vị A-la-hán này. Nếu con không cúng dường được thì thà con bỏ mạng. Ông bưng bình bát, nhắm mắt đi qua, mỗi bước chân của ông hoa sen đỡ lên, ông đi qua, ông cúng dường vị A-la-hán đó. Cái đó là mùa xuân ở cực lạc cho ông Cấp Cô Độc. Nghĩa là người nào bất thối chuyển trên lộ trình muốn sanh về Tây Phương cực lạc thì phải tự xây dựng cho mình những năng lượng đầy vô lượng công đức. Thì ai có vô lượng công đức, người nào có công đức thì người đó đang có một cành hoa mùa xuân ở cảnh giới Tây Phương. Chứ còn ở trên đó nó đâu có đông hạ thu gì đâu mà có xuân. Ở Tây Phương cực lạc là nó vô sanh, mà vô sanh thì làm sao mà có mùa. Nó không hề có xuân hạ thu đông, nó cũng không hề có sáng và chiều. Thấy không? Đây là vô sanh mà. Nhưng mà tất cả các vị trên đó đều là bậc A-la-hán. Dầu rằng sự vật hiện tượng nó có xảy ra trong thời gian và không gian, nhưng đối với quý ngài là không hề có không gian và thời gian. Không gian và thời gian bằng không, cho nên tâm của quý ngài không có khởi, mà không khởi thì không có sanh. Cho nên gọi là cảnh giới vô sanh, là cảnh giới cực lạc. Do vậy mà trong 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà đó, thì tôi giảng lần vừa rồi, tôi mới giảng đó là lần thứ 3 tôi được đọc từng chữ để tôi giảng, và tới đây là tôi phát nguyện giảng nhiều hơn nữa.
Và cứ mỗi lần giảng là tôi đem cái nguyện Đức Phật A Di Đà ra, tôi nói cho mọi người nghe. Là bởi vì tôi thấy mỗi nguyện của Đức Phật á, là đều cho tôi một cái năng lượng. Giả sử như tôi nói cái nguyện thứ 18 là có nhiều người thì giảng cái khúc đầu mà bỏ khúc sau trở lại. Nguyện thứ 18 nó có hai đoạn lận. Người nào niệm từ một niệm cho đến 10 niệm Đức Phật A Di Đà rước về cảnh giới Tây Phương, mà còn trừ nữa, trừ cái người nào, trừ cái người tăng thượng mạng. Trong cái nguyện thứ 18 là có một cái phần thứ hai là trừ người tăng thượng mạng, nghĩa là cái người nào mà còn mạng ở trong đó là sanh không có được, dầu rằng có niệm bao nhiêu cũng không có sanh được. Nhưng mà có người thì đọc có khúc đầu không à, không có đọc cái đoạn thứ hai. Vậy thì mạng là gì? Mạng nó là thuộc về căn bản phiền não: tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Bây giờ trong cái căn bản phiền não nó chia ra làm hai. Một là ngũ độn sử, là tham, sân, si, mạng, nghi. Hai là ngũ lợi sử: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, di căm thủ kiến, tà kiến. Đây là gọi là ác kiến. Như vậy cái anh thứ sáu anh cắt ra, anh làm là ngũ lợi sử. Lợi có nghĩa là nó nhanh lắm luôn. Chỉ cần một tâm niệm là ở đó tương ưng rồi, nó nhanh cỡ đó đó. Cho nên tôi mới nói là cái tha tâm của Phật á, chúng sinh vừa nghĩ là Phật đã có mặt rồi, vì cái tâm niệm của Đức Phật nó nhanh dữ lắm luôn. Chúng ta vừa nghĩ tới Phật là Phật có mặt. Cho nên ai niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là cảnh giới Tây Phương hoa nở, mùa xuân đã có ở trên đó. Thầy cho mình niệm câu cho mình có mặt cảnh giới Tây Phương luôn coi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đạo Phật, đạo tràng này niệm có lực, cho một tràng vỗ tay lớn. Vậy là niệm quen rồi đó. Ai mà niệm quen trong cái câu đó nó có cái năng lượng, nó có cái lực. Ai mà không quen niệm trong cái câu niệm không có lực. Cho nên quý vị thấy là có nhiều người ban trợ niệm, nó đi niệm nó gào ghê lắm kìa: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, làm y như là gì ghê gớm lắm. Nhưng mà tôi biết rồi, tại vì người ta niệm riết rồi, người ta cảm thấy là người ta muốn truyền cái năng lượng đó cho cái người kia đó có cái lực để vãng sanh. Mình thì mình niệm gào lên đó, còn nó niệm như nè: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là mình biết cái con người đó người ta muốn niệm không? Không. Người ta vô cái đạo tràng á, có người ta gào gần chết luôn á, còn có người là nè: Nam Mô A Di Đà Phật. Nghĩa là có người niệm mình thấy ghét chứ không phải. Nghĩa là niệm nổi bồ đề gai. Còn cái người kia người ta niệm là phát bồ đề tâm, còn có người niệm là sanh bồ đề gai. Nghe nó niệm là ổng phiền não rồi. Cho nên là mình biết rằng là ta tu cho ta chứ không phải ta tu giùm người khác. Nhưng mà do ta chưa luyện tập được khi căn tiếp xúc với trần, nội có mình nghe người ta niệm mà mình bực mình, nghĩa là trong mình nó còn có mạng. Nhớ không? Tham, sân, si, mạng. Vậy là mạng là gì? Ai ở đây giơ tay lên nói giùm thầy: mạng ở trong căn bản phiền não, mạng có mấy loại và hiểu tổng quát về mạng là gì, gọi là định nghĩa chung mạng là gì và mạng có mấy chi phần. Ai mà nói được thầy tặng cái chùa Bửu Liên. Tặng luôn cái chùa Bửu Liên à. Thế là thầy trụ trì ông cũng muốn tặng dữ lắm rồi, bởi vì hòa thượng nói giờ ông lớn tuổi rồi, đứa nào giỏi cỡ đó tặng cho rồi. Mạng nghĩa là chướng. Mạng nghĩa là chướng. Chướng bồ đề tâm, chướng bồ đề hạnh, chướng bồ đề nguyện, chướng lộ trình vãng sanh, chướng để thành thánh quả. Hễ còn mạng là còn chướng. Đứa nào mất mạng hết chướng.
Những đứa chướng chướng đó, mình lại mình hỏi mày muốn mất mạng không? Hãy còn mạng thì còn lướt web được, mất mạng hết lướt. Nó còn mạng thì nó còn sáng, còn chạy, hết mạng hết chạy. Vậy mình hiểu mạng là gì? Mạng là những cái gì chướng, mình dịch cho nó đơn giản. Mạng là căn bản phiền não, mà phiền não là gì? Phiền não là nó ngăn chặn mình lại. Cái gì nó cũng chướng hết á, cái gì nó cũng phiền hết á. Ăn không cho nó ăn nó cũng phiền, cho nó ăn no quá nó cũng phiền, mặn nó cũng phiền, ngọt nó cũng phiền, cái thứ gì nó cũng phiền. Có nghĩa là nó là đứa chướng. Cái đứa mà chướng trong nhà rồi nó phiền lắm luôn, đủ thứ loại phiền. Còn cái người mà ta biết tu là người ta không có chướng. Kệ nó làm mặn thì mình thêm nước sôi. Nhiều lúc cái đem lên cho thầy ăn, đem thêm nước sôi đồ lên, nước lã đồ, thầy thấy nó mặn, thầy đổ nước lã vô thầy ăn vậy thôi. Nếu mà còn không có đem gì thầy mới rầy. Chứ còn nó đem lên thì tự pha chế. Quý vị thấy ở ngoài quán người ta bán không? Người ta đem lên mình một cái tô phở hay tô mì hay tô gì đó, nhưng mà ta đem lên là ta cứ làm lạt thôi. Còn mình muốn ăn mặn, đó muối ta đem sẵn. Muốn ăn mặn tự mình nêm. Muốn ăn cay ta đem cho mình nguyên hũ ớt. Chứ mình, cái người làm không được quyền làm cay, mà người nào thích ăn cay thì ta ăn cay. Không được quyền làm mặn hay ngọt. Muốn nêm có đường ngay trước mặt, muốn nêm ngọt bỏ đường vô. Còn người ta đem lên là người ta đem cái mẫu lên thôi. Còn người nào ăn nguyên cái đồ mẫu đó mà chê là biết nó ngu. Nó lên nó ăn nguyên một cái tô mà nó không niêm gì vô là cái người đó là người ngu. Người ta đem sẵn cái đồ niêm đó rồi, muốn ăn cái gì tự niêm đó, cho nó vừa lòng mấy người đó. Cho nên ở chùa này cũng vậy nha. Nhà bếp nhớ thầy nói vậy rồi nha. Nhà bếp cứ nấu lạc cho thầy, đem muối, đường, bột ngọt, tương ớt gì lên nó sẵn. Ai muốn ăn gì tự bỏ vô, nó tự mình niêm cho nó vừa khẩu vị của mình. Chứ còn làm dâu trăm họ làm sao mà vừa ý được. Nấu một cái lẩu này người ta gọi là lẩu Thái, mà nó biểu đừng có bỏ ớt. Không lẽ ta nấu lẩu Philippines. Cái tên của nó là lẩu Thái, mà lẩu Thái là gì? Chua cay. Cái thằng Thái nó ăn ớt là nó ăn từng hũ từng hũ. Hãy nói tới Thái là phải nói tới cay. Không cay thì không phải Thái. Nó đi vô nó kêu một cái lẩu Thái, nó biểu đừng có bỏ ớt, mày giết ta đi. Như vậy cảnh giới Tây Phương là cái cảnh giới mà con người ta không còn chướng nữa. Có nghĩa là mình hiểu được vấn đề thì không có cái gì chướng hết. Cho nên đạo Phật á, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Mà có trí tuệ là ta mở cái kho phiền não của mình ra. Nhớ là cái kho phiền não nghe, ta giải phóng phiền não là hết phiền não. Được chưa quý vị? Hiểu không? Quý vị nói với thầy một cái đi cho nó vui nè. Cảnh giới Tây Phương là trí tuệ, mở kho phiền não, giải phóng cho nó, hết phiền não, vô Tây Phương. Còn phiền não tới Tây Ninh hết vậy thôi. Còn phiền não thì đừng có mong qua Tây Phương được, tới Tây Ninh là hết xăng. Chứ mình còn phiền não quá mà ở đây, mà quý vị mà từ đây lên Tây Ninh dám phiền não đầy luôn rồi đó, thấy không? Có nhiều người là ta nói bước lên xe là dành chỗ, phiền não vậy đó. Mà nó dành chỗ trước tôi là tôi phiền nguyên một chuyến đi luôn đó. Chứ không phải là tôi phiền cái chỗ đó không, không phải phiền lúc đó. Tôi thích ngồi chỗ này mà nó dành cái chỗ của tôi rồi là tôi tức cả chuyến đi luôn. Đi xong về còn tức. Và ngu chưa? Cái người ngu là nó tức suốt ngày. Bắt đầu nó giận hết người này, nó giận người kia, nó giận người nọ. Và cả đời nó sống trong thù hận, chính là địa ngục. Người nào muốn sanh về Tây Phương, muốn có được mùa xuân ở cảnh giới Tây Phương, đừng bao giờ đem địa ngục bỏ vô lòng của mình. Giải phóng nó. Giải thoát là gì? Giải thoát là không còn đau khổ, là người đó giải thoát. Đơn giản dễ hiểu mà khó thực hành. Quý vị nói lớn, ai không còn phiền não? Trong tâm họ là Tây Phương, khỏi tìm hết. Mình mà trong tâm mình không còn phiền não nữa là Tây Phương, khỏi đi tìm.
không có tu gì nhiều nữa đó. Cho nên họ hỏi là đi tu ở đâu? Ở đâu cũng tu hết đó. Cho nên là người ta chửi mình nhiều chừng nào mà mình cảm thấy là người ta đang cho mình phước, thì tự nhiên mình thương cái người chửi lắm, vì nó chửi nó tổn phước nó chết. Cái người mà chửi người ta nhiều là người đó chết sớm. Cho nên bà vợ mà bị ông chồng chửi cứ lo niệm Phật cho thầy, trước sau gì cha đó cũng chết. Nó hổn quá nó chết chứ, nó tổn phước mà, có phải không? Huống chi là nó chửi trời, chửi đất, chửi thần, chửi thánh, chửi hết, cho đến thầy Xuân chửi luôn là thầy, thầy được phước. Nó chửi mình nhiều chừng nào mình được phước nhiều chừng đấy, mất gì sợ. Tại vì theo quy luật nhân quả, mình gieo nhân lành có quả lành. Bây giờ nó chửi người ta là nó gieo nhân lành hay nhân xấu? Thì nó gieo nhân xấu rồi, nó chết sớm rồi chứ, nó hết phước rồi nó chết. Còn vợ mà nó dữ dằn, nó leo nóc nhà nó ngồi không ấy, thì cứ để cho nó lên trên đó, trước xe nó cũng chết rồi. Mấy ông chồng cứ sợ vợ, đội vợ lên đầu cho tôi cho chết sớm cho rồi. Mấy bà vợ mà cứ muốn leo lên trang là quyết vị cứ đóng cái trang cho lên đó ngồi cho tôi, để cho chết luôn. Cái mắc gì mình sợ. Cho nên trong gia đình rất hạnh phúc, người nào biết tu là người đó hạnh phúc. Vì sao vậy? Vì mình biết tu, mình hiểu nhân quả rồi. Tôi muốn về Tây Phương chứ tôi đâu có sợ. Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Bà không muốn làm Phật mà bà muốn làm quỷ đúng không? Lên luôn bà, cho bà lên luôn. Cái người tu nó hạnh phúc lắm. Chứ mình không sợ người ta hại mình. Người tu cũng không sợ người ta hại nha. Chứ đừng có nói người tu mà cứ ngồi đó, Thầy con bị yếm rồi thầy ơi. Thầy thấy có tu mà kỳ cục như. Mình là người đi tu mà tối ngày cứ sợ người ta hại mình. Mình sợ mình hại người ta chứ mắc mớ người ta hại mình. Quý vị có suy nghĩ giống vậy không nè? Đức Phật á, Đức Phật có bao giờ có một cái suy nghĩ xấu cho ai không? Không. Còn Đề Bà Đạt Đa có bao giờ nó nghĩ tốt cho ai không? Thì nó là ma, là quỷ, nó là người xấu, làm sao nó nghĩ tốt cho người khác được? Cho nên nó luôn luôn tìm cách nó hại mình, nó luôn luôn tìm cách nó phá mình, thì nó là quỷ mà. Còn mình nghĩ mình tìm cách mình hại nó thì mình quỷ giống nó vậy thôi. Hai đứa giống quỷ vậy đó. Còn bây giờ mà nó hại mình mà mình hết nghiệp thì nó hại đâu có được. Giống như bây giờ quý vị lấy cái lá môn, quý vị lấy nước quý vị đổ lên, lá môn nó dính không? Còn quý vị lấy cái áo, quý vị để lên, quý vị đổ nước lên dính không? Vậy tại áo mà nó hút nước rồi nó dính, còn lá môn nó không hút nước, nó không có dính. Mình đừng có hút phiền não thì phiền não nó bay ra. Còn người ta nói ít, còn mình nói nhiều thì thôi chứ. Tu kiểu gì kỳ. Cái vô chùa, mà chùa không phải là cái nơi mà phát huy cái công năng của Phật, mà vô chùa mà phát huy cái công năng của bà Tám. Chùa mà truyền cái đạo bà Tám, vô nói tùm lum tà la, cái chuyện gì đâu không cũng nói. Vậy thì cái người đó có phải Phật tử không? Cái người mà nói tùm lum tà la, cái người đó Phật đã chết ở trong con người đó rồi, cho nên gọi là Phật chết chứ không phải Phật tử. Còn cái người Phật tử có nghĩa là cái người đó là con của Phật, thì gần gũi người đó là mình thấy cái chất Phật ở trong con người đó. Họ ham tu lắm, họ an lạc lắm, họ ngồi đâu là giống như ông Phật ở đó, họ đến cái chỗ nào là chỗ đó bình yên. Tại vì bản thân của họ bình yên mà. Cho nên là cái người nào mà tâm bình, cái thân an, thì ở đó là mùa xuân ở cõi cực lạc, ngay chỗ con người đó. Hết. Cho nên hồi nãy giờ có mình thầy nói, cho nên thầy không có mùa xuân cực lạc. Còn quý vị ngồi yên là mùa xuân cực lạc ngay chỗ quý vị rồi. Giờ này quý vị hỏi thầy trả lời, còn không đi về ngủ. Hết 45 phút rồi. Rồi giờ tới quý vị hỏi. Tới chưa? Không ăn gian nha. Mới có nửa tiếng hả? Vậy là nhiều người nói là đúng. Mình tin vào số đông. Rồi như vậy thì còn 15 phút nữa là việc của thầy ha. Thầy nói 45 phút. Còn việc của quý vị thì quý vị hỏi. Nếu quý vị muốn nghe nhiều, quý vị hỏi nhiều, thầy trả lời tới xế chiều. Thầy bữa nay nó ế giảng con đạo tràng nè. Cho nên là quý vị muốn hỏi là giảng tới xế chiều. Còn nếu không hỏi thì về sớm. Trong 15 phút
thầy nói thầy rút lại ba cái mũi nhọn lớn. Mũi nhọn thứ nhất là cái thân của chúng ta. Cái thân của chúng ta nó giống như cái hoa sen ở kênh giới Tây Phương vậy. Bởi vì sao vậy? Cái cõi nó tương ứng với cái thân. Chúng ta có cái thân ngũ trược, chúng ta sanh vào cái cõi ngũ trược. Đồng ý không nè? Cái thân chúng ta mà nó cái phước báo ít á, chúng ta sẽ sanh vào biên địa hạ tiện. Cái thân chúng ta mà phước báo ít, chúng ta sanh vào trong cái nhà khổ đau lộn xộn. Còn cái thân chúng ta nó có phước báo, ta sanh vào trong nhà cung vua, ta sanh vào trong nhà quyền quý, ta sanh nhà giàu sang. Vì cái thân nó thơm mà, nó không thơm cũng mua dầu thơm nó sức. Cái thân của con người có phước báo á, là nó không bị bệnh, nó không tỏ ra mùi hôi. Còn cái thân của con người thiếu phước báo á, là nó bệnh, nó nhiều thứ bệnh và nhiều loại hôi thối từ thân nó bốc ra. Ở đây chúng ta suy nghĩ nha. Bản thân chúng ta mà bệnh tật mà hôi thối là chúng ta biết phước của ta nó giảm. Còn những con người mà người ta tu tập cái thân của họ nó thơm lắm. Nhớ, cái thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, da của Ngài là bụi nó không bám được. Cái cơ thể của Ngài là không có loại bệnh tật mà gọi là sáng bệnh chiều đau, không có. Vì cái thân phước báo mà. Cái thân của Ngài phước báo. Ở đời này có những con người phước báo họ cũng ít bệnh dữ lắm, không có bệnh này bệnh kia. Còn có những con người tôi nói nó báo bệnh suốt à. Một tháng nó dám nó báo bệnh hết 25 ngày rồi đó. Còn có 5 ngày là không nghe nó nói thôi, là nó nói không nổi hay sao đó. Có những con người nó bệnh rề rề suốt thôi. Còn có những con người có phước báo họ không có bệnh. Cơ thể họ khỏe mạnh. Mà khỏe mạnh á, là niềm vui nó đã có mặt. Họ đẹp là mặc định họ vui. Mình xấu hơn họ là mình biết cái phước mình á, nó ít hơn. Nhớ là cõi trời nó cũng có 33 cõi trời. Ở cực lạc cũng có 9 phẩm chia ra làm 3, hạ, trung và thượng. Cho nên tùy theo phước báo công đức mà mình sanh về cái phẩm nào. Cho nên mình ráng mình mượn cái thân này để mình tu. Mình đem cái thân này biến thành một cái loại hoa sen tương ưng với cõi giới Tây Phương cực lạc. Quý vị có công đức nhiều, có phước báo nhiều, có thọ mạng kéo dài. Thọ mạng nhờ phóng sanh phải không? Cho nên những người tu theo Phật thường hay tu tịnh độ á, thường hay phóng sanh. Là lý do họ muốn kéo dài tuổi thọ, cho nên họ phóng sanh nhiều. Trong phóng sanh nó chuộc lại cái lỗi mà bỏ đói người ta chết. Vô tình hay cố ý giết con vật, rồi vô tình hay cố ý dậm chết con vật, hại chết con vật, bỏ đói chết con vật, hoặc là trực tiếp hay gián tiếp làm cho chúng sinh đó chết. Thì đó được gọi là lấy cái phóng sanh á, làm cái phước để cho mình ít bệnh và tuổi thọ kéo dài. Đồng ý không quý vị? Nhưng ở đây thầy nhắc luôn cái việc phóng sanh nha. Không chấp nhận phóng sanh bằng cách đặt hàng. Không chấp nhận phóng sanh bằng cách móc nối với những người bán. Và không chấp nhận người ta đem tới, người ta bán con vật đó để mình phóng sanh. Nghĩa là nó là vật thế thân. Nên mình phóng sanh đúng chánh pháp là thấy con vật nó sắp chết, cứu nó. Dù rằng con vật đó như thế nào, mình ra ngoài chợ mình thấy những con vật nó làm như nó có duyên với mình, nó thấy nó tội nghiệp quá, xuất tiền ra mua nó thả liền. Còn mình có nhiệm vụ phóng sanh, còn ai bắt thì cái tội của người ta. Mình đừng có nói là tôi phóng sanh chỗ này nó bắt, cho nên tôi phải chở nó đi tới cách này 50 cây số, tôi xả cho nó chắc ăn, chở tới đó nó chết quách trên xe rồi còn cái gì nữa mà thả. Thấy không? Mua nó chỗ nào có nước là cứ thả liền cho nó. Còn tự nó sẽ biết cách để nó tồn tại. Quý vị dễ bắt một con cá ở dưới cái mương không? Dễ không? Khó lắm. Tại sao mình không mua cái mình phóng sanh liền đi? Nó sợ, con phóng sanh xuống sợ nó bắt lại. Dễ lắm mà. Khi nghiệp của nó còn thì mới bị bắt. Còn nghiệp của nó không có, không dễ bắt nó đâu á. Tất cả chúng ta đều là những người từng bắt cá đúng không? Ai từng bắt cá giơ tay lên cho nó có bọn với tôi coi. Tôi bắt cá một cây luôn á nghe. Hồi nhỏ mà nguyên một cái ao á, tôi nhảy xuống cái đùng, tôi đập tán lạng hết để cho nó vô bờ.
bắt đầu tôi vô bờ tôi hắt vậy đó. Rồi có khi tôi leo lên khỏi cái bờ rồi là cái ông nào mà chủ đất là ông xuống dí tôi, vì sao vậy? Tôi vô trong cái bờ tôi đào hang trong đó. Vô bờ cái đào hang để cho nó, cá nó vô trong hang. Do vậy mà cứ lại cái bờ cứ ngồi sọc sọc cái đào cái hang, đào cái hang, cái lát lại cái hai cái tay ốm vô cái bắt cá, mình vừa lên khỏi bờ cái dí mình nó quánh. Tại bờ của nó hư rồi. Mà thầy nói vậy những người bắt cá là biết phải không? Nghĩa là nghiệp của mình nó nặng lắm, cho nên tôi chỉ cái mánh khóe để quý vị biết là quý vị cũng ác giống tôi. Nhưng mà chính cái nghiệp đó đó, cho nên bây giờ này tôi bị những cái bệnh này bệnh kia bệnh nọ, tôi nói đáng đời mày chưa, đời hên là mày mới có 17 tuổi mày đi tu, chứ mày đi tu lâu chích nữa chắc chết thiên hạ quá. Nghĩa là ngày xưa có bao nhiêu đó tuổi mà ác, phải nói ác dữ lắm, con rắn nào gặp tôi là nó chết, dầu rằng nó không có cắn tôi mà tôi ngừa. Cứ nó thấy tôi là nó chết à, hầu như con nào thấy cũng chết chứ không phải chỉ con rắn. Cho nên gần như là mình là một sát thủ. Mà bây giờ mình muốn sanh về cảnh giới Tây Phương mà không biết Đức Phật có tiếp nhận không, nó là Đức Phật tiếp nhận hay không thì con vẫn niệm Phật, con quyết sanh về đó thì con trả hết nghiệp con cũng đi thôi. Chắc là đời trước con cũng tu ít lắm, cho nên là Ngài cũng để cho con sát sanh cho dữ rồi mới cho con đi tu. Có nhiều người bây giờ vẫn còn sát sanh, tôi nói vậy chứ chưa chịu bỏ đâu á. Thấy không, sát sanh mấy chục năm rồi mà còn chưa chịu bỏ nữa, chứ đừng có nói chi. Huống gì tôi có mười mấy tuổi là tôi bỏ cái nghiệp sát mà tôi còn thấy tôi ghê nữa đó. Tôi từng cắt cổ, lột da, rút xương sống của người ta, nên là làm hết tất cả những chuyện ác rồi. Cho nên tôi biết ếch mà nó vừa nhảy ngang qua tôi là bốn chân nó gãy hết. Chứ không phải gãy hai cái đùi không, mà nó còn gãy hai cái cù lẳn nữa chứ. Như vậy thì bây giờ mình gãy giò là chuyện nó bình thường rồi. Bẻ biết bao nhiêu đùi ếch, chân ếch, thì giờ này mình té mình gãy hai chân luôn cũng đáng đời xương gió. Mình phải trả cái quả báo của mình chứ. Không lẽ mình làm ác cái mình không chịu trả. Cho nên là quý Phật tử mà tu bệnh cái nó sao mà con tu mà con bệnh hoài vậy thầy? Thầy cầu an cho con. Nói thầy cũng bệnh mà cầu cái gì con ơi? Thầy cho mình lo. Thầy cho mình lo niệm Phật. Thầy cầu an là thầy cầu chung như vậy, nhưng mà cái quả báo của chúng ta phải trả cái nghiệp của mình. Muốn sanh về Tây Phương, muốn đón được cái mùa xuân bất tận ở cảnh giới Tây Phương thì bây giờ lo làm phúc làm đức, còn cái thân này xả thân để cầu đạo đi. Làm hết tất cả những gì có thể để chuộc lại lỗi lầm và lấy cái đó làm công đức hồi hướng về Tây Phương. Đồng ý không quý vị? Nhớ nghe. Quý vị đừng có để cái thân đó là vui quá rồi quên tu nghe. Cái thứ hai mà tôi thấy là sanh về cảnh giới Tây Phương đó là mình học nói á, là chỉ có 1 tuổi, 2 tuổi là mình biết nói. Nhưng mà để học nín á, là khó lắm luôn. Bây giờ tâm bình thế giới bình, cho nên quý vị bớt nói chừng nào thì quý vị có được cực lạc nhiều chừng đấy. Cái người tu là bớt nói đi. Hay nói chung là cái điều đầu tiên là mình dùng cái từ là làm biếng nói. Nha, làm biếng nói. Nói ít nó sai ít, nói nhiều nó sai nhiều. Mà mình ít nói thì mình dành ra thời gian mình niệm Phật để mình chiến đấu với cái âm thanh bên trong đó. Cái chúng sinh bên trong mình á, mình không nói là nó nói tùm lum ở trong. Ở bên ngoài mình không nói với ai là bắt đầu bên trong mình nó vọng dữ lắm, nó động dữ lắm. Cho nên bắt đầu mình quay về mình bắt nó niệm Phật. Mà nó là ai? Nó là thức thứ bảy. Cái thức mà nó chứa, nó lấy vô tất cả những cái dữ liệu, nó lấy vô nó chứa ở cái chỗ tàn đó là ngã ái chấp tàn. Chứ nó không có phải đưa lên cái chỗ mà năng tàn sở tàn đâu. Nó đang bỏ trong cái chỗ ngã ái chấp tàn của nó. Nó chấp mắt trong đó. Cho nên là nó chấp cái đúng, cái sai, cái được, cái mất. Và nó luôn luôn làm quan tòa cho mọi người, mà nó quên làm quan tòa cho chính nó. Cho nên bây giờ để cho mình dễ xử nó, đóng cửa lại xử. Giống như bao thanh thiên vậy đó. Có những cái việc là mở cửa xử. Có những việc mà phải đóng cửa xử. Cho nên là bây giờ quý vị tu là khép, ngậm miệng lại. Khép lại sự nữa. Mỗi lần mà mình định nói cái gì đó cái mình nói thôi đóng cửa lại sự.
Người tu là quay về với chính mình để tìm cái bảo sở, cái Phật tánh, cái kho báu của chính mình. Bây giờ mình học được bao nhiêu, mình quay về, mình lựa vàng bên trong của mình, mình lựa kho châu báu của mình. Chứ mình đừng có làm thuê, làm mướn đi ra ngoài đếm tiền lựa vàng cho người ta. Quay trở về lựa kho châu báu của mình. Ở trong đó nó đầy cái báu vật ở bên trong, nhưng mình bỏ quên. Cho nên người tu á, là người bỏ kho báu của mình mà đi tìm cái sỏi đá ở bên ngoài. Tu là quay trở về. Người nào ít nói chừng nào là có đời sống tư duy sâu chừng đó. Dành ra nhiều thời gian để học giáo pháp của Như Lai. Ai mà thừa hưởng cái kho tàng của Như Lai thì người này đích thực sống ở được ở cõi Phật. Cho nên là giả sử như ở đây Phật tử lớn tuổi về ôm cái chuông, tối ngày cứ gõ chuông vậy thôi, gõ chuông niệm Phật không cần nói tới ai. Ở chùa thầy khuyên quý bà cụ á, cứ ngượng cái chuông cái mỏ, chùa thầy nó rộng mà, cứ ôm cái chuông cái mỏ đi cái góc nào đó, cứ gõ tới nơi đi, tới giờ vô ăn cơm. Ngượng cái chuông cái mỏ, ôm bất cứ cái góc nào đó, cứ ngồi gõ từ sáng tới chiều, tới giờ vô ăn cơm. Hết giờ ra đó gõ nữa, xong vô ngủ. Vì sao vậy? Nó mắc cái chuông cái mỏ cho nên nó dính vào đó khỏi mới nhiều chuyện. Chứ còn lớn tuổi nhiều chuyện lắm, nó không có yên. Rồi bây giờ quý vị cũng vậy, về nhà sắm cái chuông cái mỏ, làm cái cọng dây đeo luôn lên trên gần cổ. Lúc nào giờ này nó có cái bộ chuông mỏ nhỏ ha, có thể đeo làm y như trang sức cũng được. Thay vì mình đeo chuỗi đeo vàng thì giờ mình đeo cái chuông cái mỏ. Lúc nào mình cảm thấy mình bất ổn là cứ như thế, lấy chuông mỏ gõ luôn. Cái này thầy cũng chưa thấy ai làm, nhưng mà thầy khuyến khích quý vị làm, gọi là thương hiệu Thiện Xuân. Đeo luôn cái chuông cái mỏ trên ngay chỗ cái cổ mình đi cho nó khỏe. Để chi vậy? Để bớt nhiều chuyện. Mỗi lần mình định nhiều chuyện, móc cái chuông mỏ ra gõ. Vậy là nó ổn, nó cảm thấy nó nhẹ nhàng, không cần phải nói nữa. Như vậy thì mình quyết định bất thối chuyển trên lộ trình mình tìm về Tây Phương Cực Lạc, để mình hưởng một cái mùa xuân bất tận ở trên cảnh giới Tây Phương. Chứ không phải cái mùa xuân nó nhanh, nó trôi qua. Có nhiều người là nó trôi qua mà đến nỗi mà nhận không kịp luôn á. Mới đây cái hết Tết rồi à, mới đây cái 28 rồi. Mà cách đây không bao lâu là tôi nói vật lộn cả ngày lẫn đêm để chuẩn bị cho cái Tết. Cái chưa ăn được đòn bánh tét nữa cái hết Tết. Lo làm không có giờ đâu ăn. Thấy không? Chưa ăn được đòn bánh tét hết Tết mất. Thế thì chúng ta cố gắng bớt nói lại, bớt thiết lập truyền thông lại. Nhớ là bớt thôi chứ không phải bỏ hết luôn nha. Mình gạn lọc lại cái gì nên đi, cái gì nên nói, cái gì nên thiết lập truyền thông. Còn nếu không, dành ra thời gian cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái miệng mình chỉ để dành là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái miệng để chỉ dành niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Nam Mô là quy y, là trở về, là nương tựa. A là thế giới, là tự tánh, là không gian và thời gian vô cùng, vô tận, vô sanh. Di Đà là bản thể, là tự tánh, là Phật tánh mà tất cả chúng sinh đều có. Còn Phật là một lộ trình tích lũy, chuyển hóa, tạm gọi chữ Phật là sự tròn đầy của 10 đức, 10 bậc. Phật, ai đã ra khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát sẽ đến tới Phật. Ta niệm Phật là ta tự vận động ta ra khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, người, trời. Quý vị hiểu không? Niệm Phật là chúng ta ra khỏi những cái xấu, hướng về cái tốt để thành tựu được Phật quả. Hiểu không quý vị? Đấy. Tự thưởng cho mình miếng nước coi. Rồi, cuối cùng, ý thứ ba là gì? Ý. Ở cảnh giới Tây Phương chỉ có cái thân miệng ý của chúng ta là về tới Tây Phương thôi.
Mà cái ý thì thế nào? Ý của ta chỉ lập ra 5 yếu tố. Một là con là người tu. Hết. Hết cái thứ nhất. Tu là gì? Tu nghĩa là bỏ các điều xấu ác, làm các việc tốt đẹp. Nhưng mà bỏ việc xấu ác chưa chắc gì bỏ được đâu, tại thành cái nghiệp mà khó bỏ lắm. Nhưng mà mình phải biết mình là người tu, để mình bỏ từ từ dần dần và quyết tâm bỏ. Trong cái ý của chúng ta phải bỏ, phải xa lìa cái xấu để hướng đến cái tốt. Thì cái đó là ý. Ý phải luôn luôn nghĩ rằng mình phải là người tốt, mình phải là người Phật tử, mình phải giảng sanh về cảnh giới Tây Phương. Thứ hai, ý phải biết là mày nói phải làm, chứ mày nghĩ mày không làm, ở dưới địa ngục nó nhiều cái dự án ở dưới đấm. Ở dưới địa ngục rất nhiều cái dự tính mà không làm. Cho nên trong ý của mình nói là phải làm. Sáng mình tập niệm 10 phút, trưa 10 phút, chiều 10 phút, mình tập cho nó quen. Mình phải có 10 phút đúng như vậy. Giả sử như bây giờ sáng thầy giảng vào lúc 5 giờ sáng, tối thầy giảng vào lúc 7 giờ 30 tối, thầy giảng về cái câu niệm Phật. Và mỗi người cứ ngồi đó niệm Phật và nghe thầy giảng về thế giới Tây Phương. Thế là thôi, thầy trò có hai cái múi giờ để cùng nhau niệm Phật và nghe về cảnh giới Tây Phương. Thì thầy hướng dẫn cho đạo tràng thì thầy cũng đang trở về cảnh giới Tây Phương bằng một cái đường chỉ, bằng một cái lộ trình mình vạch ra. Sáng nay giảng có 3 phút à, vì chuẩn bị lên xe đi cho nên sáng nay giảng có 3 phút. Rồi, cái ý thứ ba nghĩa là khi chúng ta muốn làm một người tu, một người tốt, chúng ta muốn có một cái tiến trình cụ thể rõ ràng để quân tập, thì cái ý thứ ba là gì? Phải đạt cho được mục tiêu ngắn cho đến mục tiêu dài. Giả sử như mình tập cho mình một tháng niệm Phật, thì bây giờ mình tập trung vào mình niệm Phật cho con mắt, để mình chuyển hóa cái thức của con mắt, gọi là nhãn thức tâm vương. Niệm Phật bằng con mắt, sau đó mình niệm Phật bằng lỗ tai. Mình có một cái mục tiêu mình niệm Phật rõ ràng. Giả sử như phiền não nó đang ở lỗ tai thì mình lấy cái lỗ tai niệm Phật. Để chi vậy? Hóa giải cái phiền não đó. Mình nghe một cái câu người ta nói mình trái ý nghịch lòng, cái lỗ tai mình nó lùng bùng. Bây giờ mình niệm Phật bằng cái lỗ tai. Mình biết là Đức Phật có 5 cái tầng mà Ngài nói là nhục nhãn nè, thiên nhãn nè, huệ nhãn nè, pháp nhãn nè, Phật nhãn nè. Thì cái lỗ tai nó cũng vậy. Nhục nhĩ nè, thiên nhĩ nè, pháp nhĩ, tuệ nhĩ nè, Phật nhĩ nè. Cái lỗ tai nó cũng có 5 bậc. Vậy thì bây giờ mình niệm Phật làm sao để mình nghe được âm thanh của chư thiên niệm, mình nghe được âm thanh của Bồ Tát trong 10 phương niệm. Có người niệm Phật là nghe một mình niệm mà mình nghe người ta niệm nhiều lắm luôn trong không trung, thì làm biết là cái người đó có được cái năng lượng là họ niệm Phật mà họ nghe được các phần âm niệm, họ nghe được chư thiên niệm Phật. Hiểu không quý Phật tử? Như vậy nhớ là cái thứ ba là cái mục tiêu rõ ràng cụ thể nha. Cái thứ hai là quý vị phải sắp xếp cái thời gian nha. Phải có cái thời gian để cho mình niệm. Có thời gian mình lại Phật, mình niệm Phật. Có thời gian mình ngồi thiền niệm Phật. Đó. Cái thứ tư là gì? Cái thứ tư là mình phải trực ngộ được cái tâm của mình. Lúc cái ý của mình quyết tâm sanh về Tây Phương rồi, thì trong cái thứ tư là những cái mục tiêu mà mình tu rồi đó, thì lúc nào mình cũng có sở hữu về cảnh giới Tây Phương. Nghĩa là đến cái bước thứ tư của trong cái ý là luôn luôn lúc nào mình cũng sống ở cảnh giới Tây Phương. Mà cái người sống ở trên đó rồi là gần như là họ không còn sống dưới này nữa. Nhớ là những người mà ta sống ở cảnh giới Tây Phương rồi á, là gần như ở dưới cõi ta bà này người ta không còn sống nữa. Cho nên người ta chỉ còn hóa thân thôi. Mình nhìn người ta giống Bồ Tát đó. Mình nhìn cái người đó giống Bồ Tát hóa thân ở lại trong cõi này. Có nhiều người họ thật sự là Bồ Tát nha. Quý vị nói chuyện với họ là họ hiện ra cái tướng đó. Họ mỉm cười một cách rất nhẹ nhàng. Và họ dửng dưng với mọi thứ ở cái cõi này. Vì họ sống ở cõi trển này. Cái cõi này nó vừa xấu, vừa thúi, vừa hôi, nó dành nó làm gì cũng không quan tâm tới nó. Những người ở dưới thế gian này nói gì, những người kia người ta mỉm cười cười thôi, ta sống cho vui. Mà khi họ nói thì người khác nghe không nghe thôi, gọi là thiên cơ bất khả lộ. Cho nên là hòa thượng Tế Điên ha,
Ngài ở trong cái cõi này nhưng Ngài vẫn dưng dưới cái cõi này. Tại vì Ngài sở hữu cái tài sản ở cái cõi Phật sướng quá mà. Ngài xuống dưới này Ngài giả điên giả khùng, Ngài nói ai nghe, nghe không nghe thôi. Nhưng mà Ngài sống bằng cái cảnh giới của Ngài, cho nên gọi là tế điên hòa thượng. Đồng ý không quý Phật tử? Rồi, cái điều cuối cùng trong cái ý là gì? Nghĩa là Phật là ta, ta là Phật. Quý vị cùng nói với Thầy, ta niệm Phật, Phật niệm ta, ta nhớ Phật, Phật nhớ ta, Phật độ chúng sinh, ta độ chúng sinh, nên Phật hiện ra, giúp ta làm Phật. Cho nên cái bài mà Phật đang trong ta mà của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản đó, ông viết cái đó nó sâu. Phật đang trong ta từ khi biết sẻ chia niềm đau, Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Nghĩa là Phật đã hiện ở trong cơ thể của mình. Không phải mình nói ma nhập mà lúc này là Phật nhập. Nghĩa là Phật ở trong ta, Phật đang ở trong ta, cho nên ta mới nhịn nổi. Chứ Phật mà không có ở trong ta, ta nhịn không có nổi. Bởi vì lửa nó lên dữ lắm rồi, máu nó lên tới đầu rồi, mà bây giờ ta nhịn được là phải nói là Phật ơi cứu con. Chứ còn nếu như mà Phật mà không có hiện ở trong mình, dám mà mình giống quỷ lắm. Cho nên cái người càng tu chừng nào càng thấy Phật ở gần mình chừng nấy, và thấy Phật gần như hiện luôn ở trong con người của mình. Mình có một cái khả năng vượt trội và vĩ đại. Rồi, đó là Thầy nói ba điều thân, miệng và ý. Chúc mọi người tinh tấn niệm Phật, có cảnh giới Tây Phương. Rồi giờ này tới quý vị, ai hỏi cái gì? Rồi xin mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch giảng sư, con xin phép Thầy cho con hỏi một câu. Là có một gia đình Phật tử rất là thuần hạt, mà mấy năm trước á, thì mẹ cô ấy á, lại đi tin vào một cái kêu bằng đạo Chúa Trời. Thì mấy năm sau này khi bà bị tai nạn là cái dở cái hộp sọ, rồi bà nằm bất động mấy năm nay, thì con cháu trong nhà vẫn làm những điều thiện cho bà, nhưng mà cái tâm bà lúc nào thấy như bà bị như sân vậy đó. Bà giống như bà không đồng ý là cho con cháu để niệm Phật cho bà. Như vậy thì con xin phép hỏi Thầy, mình làm cách nào để hóa giải cho bà? Vì bây giờ hiện tại bây giờ bà nằm một chỗ mà cái gương mặt của bà rất là sân, thì làm cách nào để hóa giải cho bà ra đi trong sự tai nạn? Vì bà làm mấy năm nay rồi đó Thầy. Mô Phật. Nghĩa là bà nằm một chỗ. Mô Phật. Bà là một cái cơ thể giống như là người thực vật. Mô Phật. Phải không? Mô Phật. Nhưng mà mình chỉ thấy cái dáng mặt của bà thôi đúng không? Dạ. Rồi, Thầy cho một tràng pháo tay, cảm ơn cô. À, bây giờ quý Phật tử cùng với Thầy niệm Phật ba câu để hồi hướng cho bà cụ coi. A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Rồi, Thầy cảm ơn đại chúng. Đại chúng suy nghĩ vậy nè, lúc mình đang đau cái tai mà có một cái người ở ngoài nói thì lúc này cái tai mình nó đau cho nên cái mặt mình nó nhăn. Nếu cái người đó đó không có giúp mình được gì, nhưng mà họ lại họ rờ vô, họ bóp bóp, vừa rờ vừa niệm Phật, thì việc đó nó sẽ làm cho mình cùng niệm Phật theo, và nó tương ưng cái tâm. Đừng có đứng bên ngoài, tại người đó ta đang đau quá mà, người ta không nói được với mình, chứ người ta nếu nói được thì người ta sẽ kêu mình giúp đỡ họ. Nhưng mà họ đau là họ đau toàn thân. Quý vị chỉ nằm chừng 2 tiếng đồng hồ là, nếu không phải là ngủ ha, không phải là một giấc ngủ mà quý vị nằm, thì quý vị sẽ thấy nó đau đớn cỡ nào. Cái đó không phải là bà không muốn, nhưng mà cái cơ thể bà nó đau đớn như vậy.
Khi chúng ta muốn gần gũi, chúng ta truyền thông á, thì chúng ta giúp cho người bệnh á, chúng ta lợi cái người bệnh á, để người ta cùng niệm Phật với mình á, thì quý vị đem miếng dầu lại, vừa niệm Phật vừa thoa dầu cho họ và khuyên họ niệm Phật với mình, chứ không phải chỉ có lợi đứng đó mình niệm Phật cho họ. Thì bản thân của họ đang đau mà, mình biểu hộ mặt, cái mặt quan hỷ thì sao quan hỷ, cái thân nó đau vậy sao mặt quan hỷ. Hồi giờ là cô, cái miệng cô niệm Phật ở sao không lấy cây chọt, còn cô có quan hỷ không? Nghĩa là mình đau đớn quá, cái mặt nó thể hiện cho cái cơn đau của cơ thể bị hành hạ, chứ không phải là không muốn mọi người xung quanh niệm Phật, nhưng lúc này cũng không còn tâm trí niệm Phật nữa. Thầy lấy một ví dụ, cô cái chân cô đang bị dợp bẻ, có ai đó xung quanh niệm Phật, cô có niệm Phật được hay là cô đang phải chống đối với cái cơ thể đau đớn của mình? Đồng ý không quý Phật tử? Cho nên cái điều mà mình có một cái tâm lý là mình muốn đến mình trợ niệm cho người ta, thì mình đến mình làm sao để mình phải hiểu được họ, mình tương ưng với họ đi cái đó. Nếu mình đặt mình vào cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ làm sao? Bây giờ người ta đang đau đớn, mình ngồi đó mình niệm Phật không mà mình không giúp được gì cho người ta hết. Thì không phải là người ta không muốn mình niệm Phật, nhưng bản thân họ chỉ đang chiến đấu với cơn đau của thân mà. Họ đang chiến đấu với cái nghiệp của họ, họ đâu có rảnh đâu quan tâm tới việc mình niệm Phật. Không có rảnh để quan tâm tới. Cho nên bây giờ mình niệm hay mình mở cái máy niệm cũng vậy thôi, họ cũng không quan tâm. Nhưng mà cái người trợ niệm vẫn phải chấp nhận, bởi vì mình có cái tâm tốt, mình muốn giúp người ta thôi. Giả sử như cô là cái người tốt, cô muốn giúp cho một cái người kia ăn, nhưng mà cái người đó nó bị ung thư cổ họng, họ không ăn gì được hết, thì dầu rằng cô có nấu bao nhiêu món ngon họ cũng không ăn được. Đồng ý không nè? Thì giờ cô có niệm Phật họ cũng đâu niệm được đâu, họ đau đớn quá mà. Cho nên quý vị thấy những người đau á, hay là những người bị tai nạn gì đó, quý vị muốn lại quý vị niệm Phật cho họ nghe đó, thì quý vị lại lấy dầu so vuốt ve, rồi lúc đó nói mới nghe, người ta mới có thể cảm thông với mình. Chứ mình là mình đứng không đó, mình dàn trận ra đó, xếp hàng có trật tự đứng niệm cả buổi trời, người ta cũng không có nghe được. Hộ niệm như vậy không đạt, không thành công à. Đó, cho nên nhớ ha, lại cô mỗi lần mà cô lợi cái bà cụ đó, đó thì bà đau đớn quá mà, mình lại mình khều khều cái chân đó, mình vuốt vuốt cái chân, mình so so để cho cái tập trung của bà đó nó tập trung xuống chân. Cho nên cái mình dùng cái năng lượng của mình đó, là mình so so rồi bắt đầu mình niệm Phật, mình khuyên bà niệm Phật ha, khuyên bà niệm Phật cho nó bớt cái nghiệp của bà đi, để một là bà hết, hai là bà xả cái báo thân này để thọ một cái thân mạng khác. Đó, mình ngồi đó mình khai thị, mình vừa niệm Phật vừa khai thị thì nó hợp lý. Còn mình lại mình niệm Phật không, nó chưa hợp lý, chưa đạt được kết quả. Rồi còn ai không, có câu hỏi khác không? Rồi về ngủ. Có cô à, mời cô. Này là hai người nữ hỏi là nam bị yếu thế à? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch Thượng Tọa, từ một giờ qua Thượng Tọa đã giảng rất là nhiều, chúng con cũng nghe rất là hiểu. Và có một điều là nói chung là chúng con đã hiểu, nhưng mà có những vị chưa có khẳng định là có thế giới của Đức Phật A Di Đà. Có nhiều người thì đã nhất tâm rồi, có nhiều người thì cũng chưa có hiểu, chưa có tin. Thành thử ra con muốn là Thượng Tọa cho một lời xác quyết là có hay không, để cho các vị có niềm tin để tu hành. Dạ, con xin cảm tạ ơn Thầy. Cho một tràng pháo tay tuyệt vời quá. Đại chúng chúng ta niệm với Thầy ba lần. A-di-đà-phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy có 5 cái đáp số. Đáp số thứ nhất trả lời yes no là có. Có cảnh giới Tây Phương. Vì sao? Vì có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sinh, có Atula, có vô số cõi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ông chưa có cái thần thông, ông chưa thấy trong không gian này thì ta chưa có nói.
Khi ông có thần thông, ông thấy trong không gian này là vô số cõi và vô số chúng sinh trong hư không, thì lúc đó ta sẽ nói cho ông biết. Thế thì lúc mà Ngài Mục Kiền Liên thấy ở trên hư không có cái đám ngạ quỷ nó vừa đi vừa khóc, và một đám ngạ quỷ nó vừa đi vừa cười, Ngài Mục Kiền Liên mới hỏi Đức Thế Tôn, tại sao cũng là ngạ quỷ mà nó vừa đi vừa khóc? Thì Đức Thế Tôn nói cái đám đó nó sắp xuống địa ngục rồi đó. Tại sao có một đám nhóm ngạ quỷ nó vừa đi vừa cười? Thì Đức Thế Tôn nói cái nhóm, cái số lượng ngạ quỷ đó đó, nó sắp được sanh vào cõi người, cho nên nó vừa đi vừa cười. Cũng giống như là ở trong tù vậy đó, có một nhóm là vừa đi vừa khóc, là bởi vì nó sắp chuyển tù qua cái nhóm chung thân. Còn một số là nó vừa đi vừa cười, là nó sắp được phóng thích, thả ra. Cho nên là Đức Thế Tôn nhìn trong hư không, Ngài thấy mười phương hết, nhưng mà mình chưa có thiên nhãn cho nên mình chưa thấy. Từ đó ai thấy cảnh giới Tây Phương thì sẽ có cảnh giới Tây Phương hết. Đáp số thứ hai là tâm như thế nào thì cõi như thế ấy. Không thể người ở cõi giới Tây Phương mà đi nói cho mấy đứa ở địa ngục mà nó tin. Không bao giờ con chim mà nó xuống dưới nước, nó nói cho con cá nghe mà con cá nó tin cái bầu trời. Và con cá nó nhảy ra, nó nói chuyện với con chim, nó nói về cảnh giới dưới nước, con chim cũng có tin. Nghĩa là một con người ở cõi Ta Bà mà đi nói cảnh Tây Phương là nó không tin là phải rồi. Cho nên là tâm như thế nào thì sẽ tương ứng được cái cõi như thế đó. Cho nên cha mẹ đừng có cản con. Con nó nói cái chuyện đó nó làm được thì cha mẹ nói làm không được đâu, mày đừng có cãi tao. Nó nói ba mẹ đừng có cãi con. Như vậy thì tâm như thế nào nó sẽ tương ứng như thế đấy. Hãy để cho nó làm, thất bại là mẹ của thành công. Cha mẹ đừng có nuông chiều con và cũng đừng có lo lắng quá cho nó. Thành thử ra là mình tên là Lê Thị Rảnh. Rảnh rồi xong rồi lê chỗ này lê chỗ kia. Sám hối với chị Lê Thị Rảnh. Như vậy thì mình không có rảnh để mà mình cản nó. Hả, nó làm được thì cứ để cho nó làm. Bởi vì sao vậy? Nó nghĩ là nó lội qua sông được mà mình cứ sợ nó lội qua không được. Ủa, đâu phải mình lội đâu mà. Mình cứ để cho nó lội đi, cho nó chết trôi giữa dòng đi rồi chết. Cho nên là cái người mà người ta không tin cảnh giới Tây Phương, người ta không có một cái tâm xác quyết về cảnh giới đó thì cũng đừng có nói. Có nói nó cũng chập chờn mệt lắm. Không cần nói. Mình biết rõ rồi thì mình cứ làm mình đi. Giờ hỏi rằng là quý vị biết là ở trên Củ Chi có cái tu viện Linh Thú không? Có, biết rồi, cứ đi. Yeah. Còn người nào người ta nói kiếm khó lắm, không có đi được đâu, thì thôi cho nó được, cứ đi. Cứ nó bàn riết mệt lắm. Câu trả lời thứ ba là quả tu có khác nhau, cho nên nhận thức về cảnh giới Tây Phương khác nhau. Căn tánh khác nhau cho nên nhận thức khác nhau. Đã nó không giống nhau rồi thì mình có cãi đi nữa thì cũng chẳng bao giờ có ra đáp số chung. Chẳng bao giờ có một cái đáp án đúng và giống nhau. Bởi vì sao vậy? Căn tánh đâu có giống nhau. Sự tu học không có giống nhau. Không có cái thứ gì giống nhau. Sao mình bắt nó hiểu giống mình chi? Còn nó tin hay không? Kệ nó. Đạo Phật không phải là đạo của niềm tin, mà đạo của trí tuệ. Nó không có trí tuệ thì mình ngồi đó mình nói với nó hoài là cảnh giới Tây Phương có. Mày đang cố gắng mày niệm Phật đi. Thì nó cũng nói không có đâu, niệm chi. Rồi bắt đầu mình nổi bồ đề gai. Thấy không? Không cần. Mình cứ lo mình làm. Việc của mình ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Cảnh giới Tây Phương là cảnh giới của những người tu chứng, chứ không phải cảnh giới của những người tu nói. Được chưa nè? Rồi nha, mình với nó khác nhau không cần nói. Đáp số thứ tư là bạn chỉ cần có niệm Phật thôi, bạn sẽ có công năng đó. Bạn khỏi cần nói, nó cũng tin nữa. Một là nó đã có duyên rồi, hai là nó đã niệm Phật rồi, cho nên là nó đã có phần chứng đắc rồi. Nó đã có cái, nó có những cái giấc mơ, nó có những cái cảm ứng với cái những người có cảnh giới đó rồi. Nhớ là cái gì nó cũng có cái từ trường của nó đó. Ở đây thầy nói nè, quý vị thấy có những người có đạo địa mẫu không? Có không? Vô chùa cũng có luôn không? Những người có cái đạo địa mẫu họ nhìn thấy nhau. Họ có cái kênh.
Nhớ là họ có cái kênh và họ thấy lẫn nhau nha. Thầy thì thầy lấy pin ra rồi. Chứ trưa xưa trước đây là thầy có cái kênh đó, ai bước vô là thầy biết. Nghĩa là họ có cái kênh, họ nhận ra nhau. Nhớ không? Cho nên là mình là người Phật tử, mà ai mà ở Tây Phương về mình nhìn ra mình biết. Nha, mình niệm Phật riết cái mình thấy bạn ở Tây Phương, mình thấy. Còn ở mà mình không thấy rồi là mình biết đó không phải rồi. Mà những người bạn ở Tây Phương là mặc định người ta đã vào khung cái người ta đi theo. Còn họ không phải rồi thì mình miễn bàn, không cần phải nói. Có nói đi nữa họ cũng cùng mình đâu. Họ không có đồng thuyền đồng hội với mình là họ chèo, mà họ ngồi trên chiếc thuyền mình mà họ chèo không có chạy nữa là mình khổ lắm. Cho nên là phải hiểu. Nếu thật sự ra những người đồng tu đồng hành với mình là mình chỉ cần nói ra là người ta hiểu liền, người ta bắt sống liền. Còn người ta chưa bắt sống được là mình biết rằng không phải đâu. Đừng có cố gắng mà nói với họ để làm gì, rồi cũng đừng có trả treo với họ để làm gì, mất công gây ra oan gia trái chủ. Đáp số cuối cùng là gì? Đức Phật là ánh sáng trùm khắp mười phương. Người nào nhận được ánh sáng đó thấy được cảnh giới Tây Phương, còn người nào chưa nhận thì chưa thấy được. Như vậy họ chưa thấy được thì mình cũng đừng có bắt họ thấy. Hết. Nhớ cái bài tán thán Đức Phật A Di Đà không? Trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. Hiện ở trong chứ không phải hiện ở ngoài. Cho nên khỏi cần ra ngoài nói với nó. Thấy không? Vô số Bồ Tát hiện ở trong. Ai niệm Phật rồi là thấy mình ở trong cái hoa sen báo đó. Tụng kinh Phạm Võng, tụng kinh Bồ Tát Giới Phạm Võng thì trên nghìn cánh sen báo có trăm ngàn ức Đức Thích Ca. Mình đọc tới đó là mình thấy mình hạnh phúc rồi. Là cái chuyện mà người ta tin hay người ta không tin không có mắc mớ gì mình hết trơn. Cho nên mình đi tu chứ không phải người ta đi tu. Mình ăn cơm chứ không phải người ta ăn cơm. Cho nên là cái việc mà thành tựu hay không thành tựu đó là cái việc nó nhân quả nó rõ ràng. Rồi, còn ai có hỏi gì nữa không? Nam Mô Thường Thèm Ngủ Bồ Tát. Tôi giảng chút xíu thì tôi thấy chư thiên đi chơi, làm giống như tôi là ngài Mục Kiền Liên á. Cái bắt đầu thấy các cái phần khác nó bay vô, cái nó nhập vô con mắt quý vị, cứ vì lờ đờ. Hai tay dò cho nó nóng, cái ốp vô con mắt để đẩy cái năng lượng trượt ra, cái nạp cái năng lượng ánh sáng vô. Thông minh chưa? Ngày nào cũng vuốt gì hết đó là mình khỏi cần đi thẩm mỹ viện. Đó. Cái mặt nó cũng láng dữ lắm luôn. Đó. Còn cần nữa thì lấy miếng dầu phộng. Lấy miếng dầu phộng chà cái thoa vô cái nó bóng lưỡng. Nên có nhiều người là tu hành nhưng mà họ rất là phải nói là mình nghĩ là mình ngưỡng mộ luôn á. Họ đi niệm trợ niệm giảng sanh cho cái người mất á, mà họ nói là cái mùi thúi đó là mình chỉ cần lấy miếng dầu phộng thoa lên là hết thúi. Có không quý vị? Họ lấy miếng dầu phộng mà tha lên, thế là không có nghe cái mùi thúi. Nhưng mà thật sự ra là mình không có sợ cái mùi của người chết. Tại vì cái người chết với người sống á, lúc họ mới chết á, có người nói là cái những cái chúng sinh á, những cái ký sinh trùng ở trong con người đó nó bay ra. Cho nên người ta sợ. Quan điểm của thầy á, thì trừ khi cái người nào mà cái bệnh họ nan y, cái bệnh họ lây lan, họ bệnh lao rồi á, thì cái đó mới nói. Chứ còn không phải cái bệnh đó đó, đừng sợ. Ha? Đừng sợ. Người sống với người chết giống nhau. Giả sử như bây giờ cái người thân của mình chết đi, quý vị có sợ không? Giả sử như anh em người thân của mình mất á, mình vẫn lại mình ôm trong tay, mình ẵm mình đi, mình không có sợ. Nhưng mà cái người không phải người thân của mình chết lại sợ, lạ lùng. Chẳng qua là cái năng lượng, cái từ trường, cái niềm tin của mình nó thiếu thôi. Chứ còn cái người thân của mình mất là mình ẵm mình đi bình thường thôi. Mình cõng đi bình thường. Tại vì họ là gần gũi với mình mà.
chứ còn mình sợ là do mà cái khái niệm sợ. Rồi còn ai hỏi gì nữa không nè? Tây Phương sắp đóng cửa. Nãy giờ là có mới có hai cô hỏi là mấy chú là thuộc bài hết rồi hay sao? Rồi xin mời cô, không ai hỏi thì cô cứ hỏi tới chiều. À, truyền qua cho cô nói luôn đi, chắc thầy nghe được á. Nói đi con. Rồi rồi, có cái micro tới nơi rồi kìa. Nam mô A Di Đà Phật. Thì lúc trước con cũng có đi theo cái đạo tràng để ban hộ niệm. Thì con có hữu duyên là trợ niệm rất nhiều người ra đi trong sự an lạc. Thì chứng kiến cái cảnh đó là ba của con. Khi ba con mất, khi ba con bệnh thì đưa về nhà thì ban hộ niệm tới. Thì trong đó con có nồi hộ niệm. Thì lúc mà ba con sắp sửa ra đi á, thì ông bị trào cái nước giống như là ói ra á. Thì bắt đầu ông từ từ ông mất á, thì mặt mày rất là xanh xao, gà tím mất trơn toàn thân. Thì chị em chúng con lại cố gắng niệm Phật cho ba. Thì khoảng trên tiếng đồng hồ thì thân thể của ba con từ từ nó hồng hào trở lại, mặt của ba con rất là tươi sáng. Có phải đó là cái nhờ cái động lực để mình hỗ trợ niệm Phật cho ba con hay không? Mô Phật. Rồi, một tràng pháo tay tặng cho cô. Rồi, mời đạo tràng niệm Phật với thầy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy hỏi trong trong đây nè, có ai đã từng gần gũi cái người chết không? Giơ tay lên thầy. Là quý vị đã từng gần gũi người chết phải không? Quý vị thấy hay là quý vị gần họ trong 8 tiếng đồng hồ? Ai thấy được cái người chết và nhìn cái người chết trong 8 tiếng đồng hồ, giơ tay lên thì coi. Rồi. Bây giờ có một cái khám nghiệm tử thi. Đặt một cái người mất vào một cái nơi mà không có niệm Phật. Đặt một cái người mất vào cái nơi có niệm Phật. Chúng ta nhìn hai cái tử thi để chúng ta thấy được là nó thay đổi như thế nào. Thì đây là gọi là công trình thử nghiệm ha. Mà hai cái tử thi này nó phải giống nhau, nghĩa là cái điều kiện chết giống nhau. Giả sử như động đất chết, động đất chết là ai cũng chết giống nhau. Thế thì ta đem hai cái người trong một nhà ha, người trong một nhà mà họ mất như vậy, ta đem ta làm một cái bài kiểm tra như vậy, thì ta sẽ phân định được rằng là trong 8 tiếng họ thay đổi như thế nào. Vị có hiểu ý này không? Đây là một cái bài. Mà nếu chúng ta chưa có một công trình khoa học đó đó, thì chúng ta sẽ nói sai về vấn đề, gọi là duy vật biện chứng. Muốn biện chứng, muốn khẳng định một vấn đề nào đó, thì ta phải có một cái công trình khoa học cái đã. Công trình khoa học để kiểm tra những cái người mất rồi nè, từ 1 tiếng cho đến 8 tiếng như thế nào. Thì những người bác sĩ mà trong nhà xác á, những người mà giữ trong nhà xác á, mình hỏi họ là chắc ăn nhất, vì tối ngày họ cứ đem xác vô mà. Và từ lúc họ đem xác vô cho đến họ đem xác ra, thì họ phải đem xác này vô, họ đem xác kia vô, đem xác họ vô. Nhưng phần lớn họ không được thấy. Khi họ đem xác vô là họ bích lại luôn. Họ tiệt. Họ gọi là họ chích vô để họ sát khuẩn, họ giữ an toàn cho cái người sống ở đó để giúp đỡ cho những người chết, dẫn đến công trình đó vẫn không xảy ra. Có cái để mà chính xác để mà nhận ra được là à, vậy trong 8 tiếng cơ thể mình nó thay đổi như thế nào. Bây giờ có những con người họ đang là bệnh, họ đang là bác sĩ ở một cái nơi phẫu thuật. Họ nhận những cái cơ thể mà mới chết về để họ ngâm cái nước Phật Môn.
để bắt đầu họ tiến hành phẫu thuật. Thì do họ đưa vô trong nước cho nên người nào cũng giống như nhau, người nào cũng giống như nhau. Nó tươi cái thịt lên để cho họ mổ xẻ thì họ lại giống nhau. Con người thì không được đem làm một cái thí nghiệm, cho nên là chúng ta muốn trả lời bằng tâm linh á, để cho người ta thuyết phục được mình á, thì mình phải nói từ cái vật chất trước, từ một cái công trình nghiên cứu rõ ràng. Thì chưa có một công trình nghiên cứu rõ ràng nào trong 8 tiếng để không như vậy, để mình coi coi họ thay đổi ra làm sao. Cho nên bây giờ mình chỉ nói nhà Phật của mình ở góc độ phiến diện, nghĩa là mình không có toàn diện, mình không có một công trình nghiên cứu. Thì bây giờ những người niệm Phật, nhưng có người thì cứng ngắc, có người thì mềm trở lại, có người thì bắt đầu tái sinh không hồng hào trở lại, còn có người thì hồng hào trở lại. Ở đây với cái góc nhìn của cái người trợ niệm giảng sanh thì thầy nói đây là tiến trình nhân quả của cái người đó. Nếu chúng ta khuyên cái người này mà họ nghe được thì thần thức của họ nó còn cái phần chi phối trong cái cơ thể đó, họ cùng niệm Phật với mình thì năng lượng của mình mới truyền đến cho họ được. Còn nếu cái người này họ phản ứng lại và nghiệp của họ nó lớn quá, họ bị dẫn dắt đi mất rồi, thì họ đâu có còn cái nguồn năng lượng nào đó để họ nhận đâu. Nhớ là có những người họ vừa bị bắt là đi mất luôn. Có người bị bắt lên trên xã nhốt lại 3 ngày, được chưa? Có người vừa bị bắt là một cái rột đi luôn, không có vụ mà tạm giam, mà cũng không có vụ mà giữ lại, được chưa nè? Thì có những con người nghiệp nó nặng quá, nó vừa chết mà nó vừa hôi hóp ở đây là thần thức nó đi tới địa ngục nằm dưới rồi. Thì chúng có hiểu ý này không? Còn có những người người ta phước báo lớn quá, người ta chỉ cần còn ngồi thiền đó đó, cơ thể người ta còn ngồi đó đó, nhưng thần thức người ta đã về tới Tây Phương rồi. Thì bây giờ câu hỏi của mình đặt ra là cái xác đó đó, mình xử lý như thế nào và mình coi như thế nào về dấu hiệu của nó? Thì xin thưa, nó không có một đáp số. Vì cái nhân quả nó gọi là dị thục. Dị thục nhân, dị thục duyên, nó đến dị thục quả, cho nên nó không có một cái kết luận giống như nhau. Chứ không phải là người nào trợ niệm nó cũng giống vậy hết. Nó còn do nhân duyên quả nghiệp của người đó nữa. Từ đó mà nói để có một cái công trình nghiên cứu thì rõ ràng nó không có được, nó không xảy ra đúng như nhau được. Vì nó không phải là con người ta giống cái nghiệp lẫn nhau, như hồi nãy cô kia nói mà thầy đưa ra 5 đáp số vậy đó. Nó đã không giống nhau rồi. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài xuống dưới cung rồng Ta Kiệt La ở Đông Dương, lúc đó thầy làm thị giả. Thấy ghê chưa? Đức Thế Tôn đi xuống dưới giảng cho Long Dương và tất cả chúng sinh trong đại hải nghe. Thì Long Dương Ta Kiệt La mới ra đến trước Đức Thế Tôn đảnh lễ và hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, con cai quản cái chúng sinh trong đại hải, nhưng mà con lại không có biết là tại sao chúng vừa dài vừa ngắn, vừa tròn vừa dẹp, vừa nó tướng mạo khác nhau. Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài chỉ rõ cho con về nghiệp lực của tất cả chúng sinh trong đại hải. Thì Đức Thế Tôn mới nói như vậy: Này Long Vương, khi tâm của chúng sinh tưởng khác nhau, chúng sẽ có quả báo hình tướng khác nhau. Cái đó là y báo. Cho nên từ cái kinh Thập Thiện đó mới có cái câu: từ tâm sanh tướng, tướng do tâm sanh, tướng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Nghĩa là mình có cái tâm xấu là tướng mình nó hết luôn, nó xấu trở lại. Cho nên quý Phật tử mà thấy những cái cô gái nào mà đẹp dữ lắm là biết họ hạnh phúc, mà thấy cái mặt giống quỷ là biết ghen. Gia đình mất hạnh phúc mà cái người phụ nữ ghen rồi nó xấu lắm luôn. Cho nên những ai mà không ghen nó đẹp, mà những ai mà có cái tâm xấu đó, nó sẽ xấu. Vì ghen có nghĩa là tức giận, hờn giận, ghét bỏ, nghĩ xấu người ta thì mình xấu quắc nó hiện ra. Đó, thì sở dĩ hỏi tại sao cuộc sống nó không được hạnh phúc là do mình nạp cái tâm xấu vô. Mình đừng nạp cái tâm xấu vô là nó có xấu. Cho nên cái người chết đó, họ mà thấy cái tướng mà xấu hiện ra là mình lại mình khai thị liền. Mình hỏi họ cái nguyên nhân nào mà họ lại có cái tướng xấu hiện ra như vậy. Thì đó là cái oan gia trái chủ họ nó đến.
họ giận hờn những người xung quanh. Có một cô nói rằng là tụi con đang niệm Phật, cái tướng hảo nó đang hiện ra, tự nhiên cái bà kia bà sắp đến, cái là máu ở trong người của bà này bà trào ra. Vì trong trước đây ấy, là cái người chết đó là nói là khi tao chết mày đừng có về, mày về tao coi nha, trào máu ra. Thì cái người kia về là bà tức bà trào máu ra. Cái vụ đó nó nguy hiểm lắm, cho nên người tu đừng có bao giờ nuôi cái tâm giận tức gì bên trong, để rồi oan gia đó nó đọa xuống địa ngục khó cứu lắm. Giống như là hòa thượng ông đến, cái cô này là Mạnh Thường Quân, cái cô này là Mạnh Thường Quân của cái trường học, cô cúng dường cái trường, nguyên cái trường là cô cúng dường thức ăn, rồi cô cúng dường trai tăng, cô vận động thế này thế nọ để lo cho cái trường, cô là Mạnh Thường Quân của cái trường. Nhưng khi cô bệnh á, quý thầy đang lo một cái lễ gì đó, quý thầy không có xuống trợ niệm cho cô. Cô tức mà đến lúc cô chết, cái thân cô giống nhà quỷ. Hòa thượng mới lập cái đàn sám hối cho cô. Rồi hòa thượng mới nói là à, không phải là chư tăng nghe cô bệnh mà không có xuống kịp, là do các cái lễ, lúc đó lễ Phật đản hay thế nào đó, mà quý thầy không có xuống được. Cô bệnh rồi cô đã xả báo thân, thì bao nhiêu công đức phước báo của cô xin cho quý thầy nhận và hồi hướng, cô hãy đem cái phước báo đó kết thành hoa sen khai thị cho cô, thì bắt đầu cô mới tươi trở lại và cái mặt nó mới sáng lên, chứ không là nó tối thui, nó giống quỷ. Do cái tâm giận trong tâm sân trước khúc chết đó, cho nên cận tử nghiệp nó quan trọng lắm. Lúc chết là quý vị đừng có chọc cho nó chết, nó tức mà nó chết, gọi là tức chết. Tức chết là nguy hiểm lắm. Rồi cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con bạch thầy, con muốn hỏi thầy chuyện là hộ niệm cho người chết. Thì con là trong cái ban hộ niệm của thầy Phước Nhật, thì con có đi nhiều lắm, nhưng mà con thấy có đám là con hộ niệm 24 tiếng đồng hồ liền, 12 tiếng bắt đầu không có hiện tượng gì cả, bắt đầu là thầy quay giường. Đã, như vậy để bắt đầu tiếp tục hội niệm 12 tiếng nữa mà cũng không được. Đó là con thấy một cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai là con nói về của gia đình con thôi, là con trai của con đó mất mà cũng hội niệm, cũng đạo tràng của thầy Phước Nhật hội niệm mà 12 tiếng. Khi nó là con của con nó là mất thì con ấy con khai thị các thứ cho cháu, thì coi như khi đó là đã cứng rồi, mà đến khi hộ niệm xong mà nó lại mềm lại. Con hỏi, con xin phép là con hỏi thầy những câu như vậy. Cái thứ hai nữa là bắt đầu cháu mất á, là từ khi cháu mất đến 49 ngày, đến 100 ngày, đến rõ đến bây giờ cũng không có thấy cháu về, cũng không có gặp cái gì hết. Thì con có hỏi các thầy, thì các thầy con nói là nó về cõi lành hay làm sao, nói đại khái như vậy. Thì hôm nay là con cũng có dịp, con xin phép thầy là thầy trả lời cho con hiểu. A Di Đà Phật. Đúng là cái câu hỏi nó hay, cho một tràng pháo tay lớn dài luôn quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cô hỏi hay quá, chắc trả lời tới sáng mai luôn á. Bởi vì cô biết rõ là căn tánh nó khác nhau, cho nên là cái người chết là không giống nhau, nãy trả lời rồi. Mà cứ thầy cứ trả lời tới, trả lời luôn giống vậy thì tới mai luôn. Cho nên là căn tánh đâu có giống nhau, cho nên nó chết cái thoại tướng đâu có giống nhau. Có người do tương ưng cái nghiệp là nghiệp của họ là không có thể
không có thể trả nổi, cho nên là không thể nào có một cái tội tướng gì hết á. Có những cái tội có thể tha, có những cái tội không thể tha được. À, tại vì nó nặng quá sao ta. Đức Phật vẫn không thể cứu được mà. Thế cho nên từ đó mà giờ cô hỏi là tại sao cái người này niệm tới 24 tiếng mà nó cũng không có thay đổi gì hết. Còn cái đứa này niệm từ cứng, niệm tới mềm. Thì cô hỏi thầy, thầy hỏi ai? Rồi bây giờ hỏi là nó tại sao từ lúc mà nó mất tới giờ này con không thấy nó về, thì nó đi đâu nó đi, sao thầy biết? Là sao kiếm được? Nó còn sống mà kiếm không ra nên mình đã chết sao kiếm? Cho nên cái việc đó là cái việc rất là bình thường, đừng có thắc mắc chi mất công rồi cô già thêm, thầy kiêm cô bạc thêm đầu, cái tội cứ ngồi trong nó về. Nó chết rồi mà trong cái gì? Nó sống nó đi gọi điện thoại nó còn chưa chịu về, nó chết trong nó về làm gì? Với lại là cái này trong Đại Tạng Kinh á, thì thầy có giảng rồi, trong cái Trinh Đường Bộ có một cái tiểu kinh mà cái vị Ca Diếp á mới trả lời cho một cái ông vua, mà cái ông này cũng can cường lắm. Ông nói là tôi không có tin nhân quả gì hết á, tôi không có tin làm ác đọa địa ngục, mà tôi cũng không tin làm phước sanh thiên đường. Ông nói tôi có rất nhiều cái người bạn mà nó ác dữ lắm luôn, nó là cái đạo mà đạo ác ôn đó. Nhưng mà khi tôi nói là mày làm ác, mày mốt mày chết, mày đọa địa ngục, mày nhớ đọa xuống dưới mày về báo cho tao biết để cho tao tin. Nó chết rồi nó đâu có về đâu báo cho tôi biết. Rồi tôi có những cái người mà nó tu rất là thánh thiện, tôi kêu nó là sau khi nó chết rồi nó phải về, nó báo cho tôi biết để tôi tin nó sanh về cái cõi trời nào. Mà sau khi nó chết rồi nó cũng không chịu về. Cho nên là tôi không có tin cái vụ mà có thiện hay ác, rồi có đi xuống hay đi lên, tôi không có tin. Thì Ngài Ca Diếp mới nói thế này nè, cái này trong kinh Trường Bộ nghe, về lấy kinh Trường Bộ ra đọc. Tôi nói là nó có sách mách có chứng, mà cái kinh nào tôi quên rồi. Cho nên cứ học đọc hết kinh Trường Bộ là nó ra, là không có nói thầy Xuân là nó xạo. Ngài Ca Diếp mới giải thích gì nè, cái đứa mà nó đọa địa ngục của nó làm ác quá, nó chết nó đọa địa ngục xuống dưới nó bị giam, có thả ra đâu mà cho về. Nghĩa là cho nó về nó trốn quách, sao cái đứa này nó ác quá mà, cho nên nó vừa chết bắt vô nhốt luôn không về được, nó vô gián địa ngục ở trong đó. Cho nên là muốn cái đứa ác đó nó về nó báo là sao nó về được. Còn cái người thiện á, người ta chết người ta sanh lên cõi trời á, là người ta lên trên đó mà mới có làm cái thủ tục nhập hộ khẩu xong về đây, ông chết ông sống ba đời rồi lấy sao ông không biết. Nghĩa là cái thời gian cõi trời nó dài dữ lắm luôn, ở trên đó là một ngày, ở dưới đây giờ mình nói 100 năm thôi, thì ở trên đó chưa được ngày, về đây ông chết rồi làm sao báo cho ông biết. Ở trên ta chưa làm thủ tục xong, ở trên nó làm thủ tục lâu lắm. Một ngày của nó là ở dưới đây là 84.000 năm, làm sao mà chị quay trên lại đây báo cho ông biết được. Rồi lấy một ví dụ nữa, lấy như cái ví dụ là tôi ở dưới cái dũng phân, tôi ngồi lên, tôi lên tôi tắm rửa xong rồi ông biểu tôi nhảy xuống dưới để báo cho ông biết tôi rảnh nè. Cái thân thể của chư thiên nó thơm tho, nó tuyệt vời, tự nhiên bây giờ phải hạ phàm với cái thân thể hôi thối, với cái cõi thú quắc này, sao ta xuống được. Cho nên kêu nó xuống nó cũng không xuống. Lên trên nó mừng muốn chết, xuống cái gì nữa. Cô cứ ngồi đó trông nó về, rảnh thiệt. Nha. Không có cái vụ mà trong người chết về nghe. Còn hỏi nó sanh đi đâu thì để tôi gọi ông Lưu Vong. Tôi đâu có biết. Nói vậy thôi chứ đừng có suy nghĩ như vậy, thành thử ra là không có giống Phật giáo nghe. Phật giáo là rất là tự tại, ta tin sâu vào nhân quả, cứ có phúc đầy đủ y báo và chánh báo thì chắc sanh về thôi, chứ không có cần phải suy. Thì bây giờ cũng không có ngồi đó mà niệm 8 tiếng rồi rờ mà không cần. Nó chết rồi cứ đi. Điên đó, thầy không có chủ trương khám nghiệm tử thi nha. Cứ nó chết rồi là đủ nhân duyên, nó chết rồi cứ ngồi đó niệm Phật chúc mừng. Giống như cái bài hát chúc mừng vậy đó. Cầu nguyện cho hương linh này sanh về cực lạc. Thì tại vì mình niệm kinh thì giờ mình niệm cái bài cầu nguyện, cầu cho nó sanh về cực lạc cho nó vui. Chứ đừng có ngồi đó mà khóc lóc, mà van xin, mà thế lầy thế lọ. Không cần quan tâm nha. Cô cứ lo cô niệm Phật. Và bây giờ từ đây cho đến lúc cô vãng sanh, cô cũng đừng có trông mong gì hết. Cô cứ 100% đêm ngày cô niệm Phật là thầy ký cho cô.
sanh về Tây Phương, còn phẩm nào là do cô. Nha. Bây giờ từ đây nè cho đến lúc mà cô chết, cô cứ lo cô niệm Phật, cô không cần nghe ai nói đúng nói sai gì hết. Cô đồng ý với thầy không? Rồi thầy thọ ký cho cô luôn rồi đó. Nha. Cứ như thế, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ một câu đó thôi, còn không cần nói đúng nói sai. Ai nói cái gì cô cũng không quan tâm. Còn nó chết nó về hay không cô cũng đừng quan tâm. Cô quan tâm cô độ, ráng chịu, tôi không có ký hợp đồng với cô đâu á. Nha. Không có ngồi đó mà đợi nó về. Nha. Rồi còn người ta giảng sanh hay không giảng sanh chuyện đó của người ta, còn cô giảng sanh hay không nó quan trọng. Nha. Mai mốt cô cứ đi trợ niệm thoải mái. Còn không có cái ca nào trợ niệm thì cô cứ lên chùa này cô trợ niệm cho tất cả những người có duyên ở chùa này vậy đó. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Rồi không hỏi nữa đi. Hát cái gì nổi, bị khang tiếng rồi. Rồi thôi thì hát, thì hát đại chúng cùng hát với thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Thầy chỉ bắt nhịp thôi chứ hát đâu có nổi. Nhưng mà tại vì quý vị muốn hát cho nên là quý vị muốn đâu phải thầy muốn. Cho nên thầy chỉ bắt nhịp rồi quý vị hát. Rồi thôi được rồi. Nói chứ hát cũng giảng sanh mà không hát cũng giảng sanh thì mắc mớ gì hát làm chi. Rồi thấy không? Rồi mời thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, trong khoảng thời gian hơn một tiếng, Giảng Sư đã truyền trao lời vàng ý ngọc chánh pháp Như Lai để cho hàng hậu học của đạo tràng khóa tu một ngày an lạc chúng con, để làm hành trang trên bước đường tu học tìm về bến giác của Đức Từ Phụ A Di Đà. Chúng con xin y giáo phụng hành và nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa Giảng Sư luôn luôn khỏe mạnh bình an, là cội cây bóng mát che chở chúng con trên bước đường tu học bồn phước. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư hồi hướng. À, nói với nó kêu cái chân niệm Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quý vị cùng chắp tay hoa sen. Hai bàn tay con chắp đó hoa sen trước ngực. Nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà phóng quang cho hoa sen của con được thanh tịnh, tâm tịnh, quốc độ tịnh. Mỗi khi con đối trị với phiền não khổ đau trong cõi ta bà, xin cho con chắp tay, hoa sen của con được nở ngay trên cõi giới cực lạc cửu phẩm liên hoa. Cầu cho cõi ta bà này tất cả mọi người đều chắp tay niệm Phật để chuyển hóa tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, để tất cả chúng con không còn những nỗi khổ niềm đau. Cảnh giới ta bà biến thành Tây Phương thanh tịnh. Nguyện cho tất cả mọi người đều niệm Phật, đem tình thương lan tỏa khắp muôn nơi. Nguyện cho người sống được an vui trong chánh pháp. Cầu cho người quá vãng nghiệp chướng tiêu trừ, oan gia dứt sạch, đồng niệm Phật để vãng sanh về cực lạc Tây Phương. Cầu cho tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Đại chúng đồng hồi hướng. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng, cửu phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thôi Bồ Tát vi bạn lỡ nguyện dị thử công đức.
Phổ cập ư nhất thiết ngà đằng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng chứ.